Ngày 25 tháng 12, Công an quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh cho biết, đơn vị đang tạm giữ hình sự Nguyễn Nhật Trường An sinh năm 2002, Nguyễn Đình Quốc Huy sinh năm 2000, cùng ngụ quận Bình Thạnh để điều tra về hành vi cướp giật tài sản. Tại cơ quan công an, nhóm khai do thiếu tiền tiêu xài nên đi cướp giật tài sản. Rạng sáng 3 tháng 12, An điều khiển xe máy trên đường ở khu vực phường 25 quận Bình Thạnh và tiếp cận cướp chiếc điện thoại di động của chị SLA sinh năm 1997, quốc tịch Nga, rồi tăng ga tẩu thoát, mang bán được 9 triệu đồng. Tiếp đó, rạng sáng 4 tháng 12, Huy phát hiện bà LTN sinh năm 1958, ngụ quận Phú Nhuận, đeo túi xách ở đường Phan Xích Long, phường 3 và sau đó áp sát giật túi, khiến bà N ngã xuống đường bị chấn thương ở phần đầu, còn Huy tăng ga tẩu thoát khỏi hiện trường. Qua truy xét, ngày 24 tháng 12, công an đã bắt giữ được An, Huy cùng một số người có liên quan.